tốt lắm. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ cách chặt dừa dễ như ngoài tiệm người ta bán nha. Cách chặt dừa siêu dễ. Cái dừa này nó không đúng, mình thấy nó siêu. Coi gì mà nó già rồi ta. Giờ mình gõ. Ô, cái dừa này coi vậy mà nó già. Lấy cái sóng dao gõ 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 xung quanh tròn đều là mình nảy ra. Đó, đẹp chưa? Ra ngang một khác. Ok. Ngọt quá, ngọt quá. Xong rồi đó cả nhà. Giống như ngoài tiệm bán luôn. Trời ơi, uống mới đi chợ về mệt mỏi uống dừa ngon. Mát không? Thấy ốm ốm vậy. Chứ mà chặt dừa ghê lắm đó. Trái dừa nhỏ nhỏ này gọi là dừa xiêm cả nhà. Húp hết hơi luôn. Hết sạch luôn. Trời ơi, sao cái gì mà ta. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại. Bye bye. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha.